Hello, chào mọi người. Đây là cái video TikTok thứ 33 của mình. Và mình cảm thấy nó rất là đặc biệt vì mình rất là thích con số 3. Hôm nay tâm trạng mình đang vui nên mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tâm linh, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà hãy ghi nhớ rằng câu chuyện này có thật, hoàn toàn có thật. Thậm chí nó đã được dựng thành các vở nhạc kịch, được viết thành sách và còn được đề cập trong một vài chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ nữa. Chuyện đã xảy ra từ thế kỷ trước ở bang West Virginia, Mỹ. Jonah sinh ra vào khoảng năm 1873. Và đến năm 1896, tức là khi ấy Jonah khoảng 23 tuổi, thì cô gặp gỡ một thanh niên có tên là Edward. Anh ta là một thợ rèn và mới chuyển đến làng này để sinh sống. Ngay lập tức, hai người yêu nhau và đi tới hôn nhân. Mặc dù trước đó cả hai đã từng trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ và bản thân Jonah cũng đã có một người con. Người duy nhất phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này lại chính là mẹ ruột của Jonah, là bà Mary Jane Hester. Tuy vậy, vì tình yêu mãnh liệt của đời mình, Jonah vẫn quyết định làm đám cưới với Edward. Nhưng cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu thì 3 tháng sau, chính xác là vào ngày 23 tháng 1 năm 1897, thi thể của Jonah đã được tìm thấy dưới chân cầu thang ở trong nhà. Xác của cô được phát hiện bởi một cậu bé 11 tuổi, người được thuê đến nhà để giúp Jonah những công việc lặt vặt. Khi cảnh sát đến hiện trường thì Edward đã đặt thi thể của Jonah lên giường và tự ý thay quần áo cho cô. Đáng nói là hắn đã chọn cho vợ mình một chiếc váy dạ hội có cổ rất cao và cứng, cùng với một tấm màng che mặt nữa. Hắn nói rằng muốn vợ của mình ra đi đẹp đẽ và thanh thản nhất có thể. Lúc đó cảnh sát cũng không để ý gì nhiều mà nhanh chóng đi đến kết luận nguyên nhân tử vong là do biến chứng của thai kỳ. Dĩ nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi Jonah được chôn cất thì bà Mary vẫn không thể tin được đứa con gái khỏe mạnh của mình lại ra đi một cách đột ngột như thế. Bà Mary khi ấy đã tìm cách để gọi hồn Jonah lên và bà đã làm được điều đó. Sau đó, hồn ma của Jonah hiện lên và nói cho mẹ mình biết rằng Edward thực sự là một người chồng rất tệ bạc vì hắn luôn luôn đánh đập cô. Buổi tối trước đó, Edward đã về nhà như thường lệ nhưng hắn lại nổi cơn thịnh nộ khi Jonah đã không nấu món thịt cho bữa tối. Sau đó, hắn đã xông đến và nắm chặt cổ cô trong hai bàn tay rồi vặn gãy cổ cô. Sau khi bà Mary một mực làm lớn chuyện thì ngày 22 tháng 3 năm 1897, tức là gần 2 tháng sau, thì công tố viên và một vài người khác đã cho phép khai quật tử thi. Sau khi điều tra đã xác định Jonah chính xác đã bị gãy cổ, nát khí quản và có nhiều vết bầm tím xung quanh, Edward nhanh chóng bị triệu tập, nhưng vì lời khai lắp bắp và thái độ của hắn đã nói lên tất cả. Quay lại thời điểm đám tang của Jonah diễn ra, Edward đã một mực không cho ai lại gần linh cữu của Jonah và hắn nhất quyết đặt một chiếc gối để cố định đầu Jonah không bị xô lệch. Cuối cùng, Edward đã nhận án tù chung thân và qua đời trong tù vì bệnh sởi và quai bị vào ngày 13 tháng 3 năm 1900. Ngày nay, bang West Virginia đã dựng một bảng tưởng niệm trên đại lộ 60 gần nghĩa trang nơi Jonah được chôn cất. Nội dung tấm bảng như sau: Jonah Hester Shue được an táng gần đây. Cô qua đời vào năm 1897. Đây là trường hợp duy nhất được biết đến về một hồn ma giúp kết tội kẻ giết người.